Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm hộp hoa và những bông hoa bằng ống hút nhé. Các bạn có giấy bìa cắt tông để làm nhé. Và sau đây chúng ta cùng học cách làm. Các bạn nhé, để làm được cái bình hoa như lúc nãy thì chúng ta cần có một cái miếng bìa và tờ đã vẽ ra 9 hình vuông. Chúng mình bắt tay vào cùng làm một chiếc hộp trước đã nhé. 9 hình vuông, các bạn nhìn kỹ nhé. Rồi đến lượt chúng mình, bây giờ hãy cùng làm nhé. Đoạn cắt. Cái hình hộp to hay nhỏ tùy các bạn. Các bạn có thể làm mỗi hình vuông 8cm hoặc 10cm hoặc là to hơn nữa. Nhưng miễn sao là để đủ thành hình một hình vuông. Và chúng ta là có 9 hình vuông tất cả. Những cái hình nào mà mình gạch chéo ở đây thì sẽ cắt bỏ đi. Ta đã có một tấm bìa hình vuông. Và các bạn hãy nhớ xem là phần hình vuông là gạch chéo thì chúng ta bỏ đi. Và sẽ viết thêm một và vẽ thêm một chút viền ở đây để làm gấp mép cho hình hộp của chúng ta lên đẹp. Hình này tớ bỏ đi này. Hình này tớ bỏ đi. Và những hình bỏ đi thì mình để chừa ra một ít viền để làm mép để gấp chiếc hộp. Này mình vừa cắt nhầm một chút này, nhưng lại ướp vào không sao đâu. Lật mép đây, mình sẽ cắt cái phần này. Để lướt cho mình cắt mép vào. Các bạn có thể lấy tấm bìa mỏng hơn để làm hộp cũng được. Và sau khi chúng ta đã gấp xong chiếc hộp, chúng ta dán vào. Đây, giờ tôi sẽ dán các mép vào với nhau. Các bạn dán mép vào bên phía bên trong thì nó sẽ đẹp hơn là mình dán mép vào phía bên ngoài nhé. Nó đỡ bị lộ gồ cái đứng viền lên. Đấy, thế là mình đã xong một chiếc hộp đựng hoa rồi các bạn ơi. Và sau đây mình sẽ dán những ống hút xung quanh cái ống đựng hoa này cho là đẹp nhé. Bây giờ mình sẽ dán ống hút vào cái hộp này mà không cần phải bằng dùng bằng keo. Dán xung quanh hai viền, viền trên và viền dưới cái hộp. Và giờ thì chúng mình cứ xếp ống hút vào thôi. Cứ dán đều tay các bạn, rất là dễ.
các bạn có thể kết hợp các màu sắc ống nguyệt khác nhau cho là sinh động. Là xong hai mặt của hộp, chiếc hộp. Nhưng mà cảm thở là các bạn cho khít khít vào với nhau và cho thêm ống hút. Bây giờ chúng ta cắt đều cho hộp nha các bạn. Không để dễ hơn và giúp kinh nghiệm với các bạn lần sau, đo thêm chiều dài của mình khoảng bao nhiêu cm thì mình cắt luôn ống hút từ đầu và mình dán vào sau cho nó dễ. Tới lúc nãy chủ quan nên là dán cả ống hút rồi phải cắt hơi khó. Đó. Thế là được một chiếc hộp rồi. Và giờ tớ sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm hoa để cắm vào cái hộp này nhé. Để tận dụng những cái màu ống hút thường vừa nãy, mình sẽ làm hoa. Tớ sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm những bông hoa bằng ống hút. Thế là chúng ta đã xong được một bông hoa. Các bạn có thể cắm vào đây. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một bông hoa khác nha các bạn nha. Rất nhanh phải không các bạn? À, còn cánh này tớ chưa làm hết. Rồi.
đến phần nhụy. Các bạn, hoa này giống hoa gì nào? Theo mình thấy thì có phải giống hoa đồng tiền không các bạn? Để cho đều với cả những cái cánh này mình có thể cắt bớt đi, không để dài ra quá nhé các bạn nhé. Vậy là đã xong hai loại bông hoa rồi. Mình đã làm sẵn một số bông hoa rồi, cắm vào. Các bạn có thể cho thêm miếng xốp vào. Các bạn làm nhạc càng nhiều thì cắm càng được đẹp. Vậy là đã sắp được một bình hoa rồi các bạn ơi. Hoa thì là xong một chiếc lọ hoa bằng hộp cắt tông rồi. Các bạn thấy là... Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Bye bye, xin chào các bạn.